Đây đi. Nhìn này. Cửa kính của cái nhà xây con kia đấy. Ơ ngày xưa làm có vị đâu. Ngày xưa nó chưa xây lên. À cái nhà kia đấy á. Đúng rồi, chính nó. Ở ngoài thì nó. Để mẹ nó còn áo che đi. Ờ nó còn áo che đi. Phải đợi một lúc nữa mới được. Thôi tí nữa nhìn trông nó bị bong, nó bị bong bung nó xấu lên đấy. Nó vừa thôi, không thì còn thêm cũng được. Nó chặt ra được, có phải bung đâu. Cái thang đi xem cái nó mà nó ra nước ta bỏ ngoài. Ừ. Để chặt rồi đấy không ngon, còn mà đứng thẳng nó không. Nhìn thế này, ui dồi ôi. Nó là khỏe. Thank you.
ngoài. Ngựa đặt tên bố mày như thế mà không là tìm gì. Thấy cái sau từ lồng xuống. Để nó sôi lên. Thế là như thế
hơi ít nước đấy bạn ạ. Nó cạn rồi đấy, phải tao đâu. Cho nhiều nước lên. Ủa đấy. Một xíu nữa, một xíu nữa. Rồi ok. Chưa. Bán ra lại người đấy. Nhưng này nó bị lỏng bà ơi. Hôm nay nó cũng bị lỏng rồi. Rồi có cho nêm một canh hay đợi tí nữa. Nêm mùi hành một canh vào luôn. Cho một canh vào đi. Mình chấm đầy mùi. Để vùng dĩa cho một canh xong. Một thìa. Lấy bỏ một canh vào đây. Chưa? Không. À, cho gì vào nào.
nữa được không? Hay là cứ thôi? Nghĩ là chỉ xong. Sáng thì chưa đi nữa.